Vâng, xin chào và rất là vui mừng được gặp lại tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì trở lại với các bác là một video nói về hai chiếc đẩy, một mẫu là D500 Pro, một cái phiên bản đẩy hai kênh đã tồn tại có mặt ở showroom của Lorem Audio rất là lâu rồi, và một dòng đẩy tiếp theo đấy chính là một chiếc đẩy 4 kênh 4850L. Và hai chiếc đẩy này đều mang thương hiệu WeWood, và đây là những cái lựa chọn cho chúng ta khi đang sở hữu những đôi loa, những cái cấu hình nghe nhạc, những chiếc loa siêu chậm ở cái công suất lớn mà chúng ta là người thích cái sự gọi là mạnh mẽ, bạo lực, thì chúng ta sẽ dùng chiếc đẩy. Và đương nhiên rồi, khi dùng đẩy thì cái công suất của nó sẽ đáp ứng rất là tốt cho việc là lan tỏa cũng như là bộc lộ hết khả năng của đôi loa của chúng ta. Và những chiếc đẩy rời như thế này nó đang là một cái sự lựa chọn rất là nhiều của các bác thích khám phá, yêu khám phá, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái thiết bị để chúng ta có gọi là thỏa cái sức mà sáng tạo cũng như là căn chỉnh và thể hiện cái gọi là cái sở thích cũng như là cái khả năng căn chỉnh điều chỉnh âm thanh của chúng ta. Và trước hết thì em xin nói lại một chút về chiếc đẩy D500 Pro. D500 Pro là một dòng đẩy hai kênh với cái công suất đặt max là 2000W. Mỗi kênh nó sẽ đưa ra là 1000W. Chính vì vậy chúng ta sẽ chơi tốt ở những cái không gian lớn. Và đương nhiên rồi, hai đôi loa full bass 30 sẽ đáp ứng rất là tốt trong chiếc đẩy D500 Pro này. Và đây là một cái chiếc đẩy mà nó không mang cái công suất của nó không phải là lớn lắm, nhưng mà nó được thừa hưởng một cái khả năng nó phân tích cũng như là đưa ra các cái tín hiệu, những cái tần số và cái áp suất lớn, công suất lớn để cho những chiếc đôi loa, những đôi loa của chúng ta nó có đủ đất, nó đủ gọi là năng lượng để chúng nó hoạt động ở những cái ngưỡng tối đa, sẽ đưa ra cho chúng ta một cái chất âm cực kỳ hay. D500 Pro thì được thiết kế tương đối đẹp, nó khi chúng ta bày những chiếc hoang, những chiếc nâng tiếng rồi chiếc lọc các thứ lên đây thì nó cũng là một cái khối nó sẽ rất là ok. Thì chúng ta chơi ở những cái sự kiện vừa và chúng ta dùng hai đôi loa full thì chúng ta có thể gắn chiếc đẩy này vào trong cái tủ máy của chúng ta. Và đây là cái kích thước mà nó là kích thước tiêu chuẩn, nó sẽ vừa với tất cả các cái dòng tủ máy. Khi chúng ta bắt những cái quai này vào như thế này thì chúng ta sẽ được một cái tủ máy nó tương đối, trông nó tương đối là chuyên nghiệp, tại vì các thiết bị nó được kết nối cũng như là sắp xếp rất là gọn gàng, ngăn nắp. Và D500 Pro thì trước đây trong thời gian rất là dài đã được Lorem Audio khai thác và đã được cung cấp cho rất là nhiều các bác khách hàng, và đặc biệt là các bác khách hàng ở trong Nam thì các bác hay dùng trong những cái bộ dàn để hát karaoke, ca nhạc nhậu, thường sử dụng những đôi loa full. Và chính vì vậy các bác hay dùng những chiếc đẩy rời, mang rời rồi nâng tiếng để các bác có được một cái chất âm nó khỏe khoắn, khỏe mạnh. Và đối với cái mẫu này thì bên em đang phân phối ra thị trường với giá là 7 triệu đồng, một mức đầu tư chi phí nó khá rẻ đối với một dòng đẩy công suất tốt, chơi khả năng gọi là chịu tải cũng như là giã chiến rất là ok, mà hình thức của nó thì cực kỳ đẹp. Lưu ý cho em một chút là chiếc đẩy này thì chúng ta có thể chơi tốt được hai đôi loa nha các bác. Mặt sau thì nó sẽ có, đây em sẽ quay ra mặt sau, nó cũng có cầu loa và đường lưu trích vào đấy, chúng ta sẽ chơi thoải mái hai đôi loa. Đây là gọi là cổng linh ra và đường vào và đường linh, cũng có cầu chì chống chập cháy. Và phiên bản này thì được Lorem Audio nhập trực tiếp từ nhà máy WeWood đặt tại Đài Loan, cũng giống như rất là nhiều những cái thiết bị hàng chính hãng của Lorem Audio phân phối ra thị trường.
nó là như vậy. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ. WeWood thì các bác không còn xa lạ gì nữa, đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Cực kỳ đẹp, 7 triệu đồng một chiếc đẩy này các bác. Vâng, và tiếp theo là một cái nhân vật rất là mới đang có mặt trong showroom của Lorem Audio. Và đây là một cái sản phẩm chắc chắn thôi, nó sẽ gây được một cái sự lan tỏa cực kỳ lớn, bởi chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự hầm hố cũng như là cái công suất nó đưa ra. Với phiên bản là WeWood 4850L, một cái dòng đẩy 4 kênh, nó sẽ đưa ra cho chúng ta được 1000W một kênh. Chúng ta sẽ chơi tốt được hai cặp loa bát 40, bát 50 loa full, hoặc chúng ta có thể dùng chơi một đôi loa full và hai chiếc loa súp hơi đều ok. Tại vì cái công suất đưa ra của dòng đẩy này nó là cực kỳ khủng khiếp. Trên đây là những cái chiếc áp để chúng ta chỉnh âm lượng của từng kênh một. Đây là cái đường này là cái cửa sổ hút gió này. Đây, quạt thông gió ở đằng sau, hai quạt thông gió. Và đằng sau này thì là rất là nhiều những ngõ ra ngõ vào để giúp chúng ta có thể chơi được đa dạng. Ở 4 cầu loa tương đương với 4 chiếc loa nhé, thì chúng ta có thể chơi được ở đây cũng có 4 đường vào new trick. Nếu như các bác chơi bát 25, bát 30 thì có khi các bác còn chơi được cả 8 chiếc loa bát 30, bát 25 hoặc bát 30 có thể sử dụng được trên con đẩy này. Tại vì mỗi kênh của nó đưa ra một công suất là 1000W. Mà những chiếc loa full của chúng ta thì thường thường công suất nó sẽ rơi và dao động vào tầm 350W đến 450W, 500W một chiếc. Chính vì vậy trên chiếc đẩy này chúng ta có thể chơi được 8 chiếc loa full bát 25 hoặc bát 30. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ tiện lợi cho chúng ta. Nếu như chúng ta đang sở hữu một cái bộ dàn hoặc là một cái cấu hình để chúng ta đi làm sự kiện hoặc là hát ở những cái gọi là cái chữ tiệc dã ngoại, những tiệc ngoài trời, buổi tiệc ngoài trời mà chúng ta là người yêu âm thanh, người ta yêu ca nhạc, chúng ta mua sắm về nhiều những cái thiết bị loa mà những chiếc đẩy trên thị trường hoặc là những chiếc âm ly, những chiếc đẩy liền vang trên thị trường không thể đáp ứng nổi với công suất của một cơ số loa, rất là nhiều loa của chúng ta. Chúng ta muốn có được một cái sự hoàn hảo trong tất cả những cái bộ trộn, chúng ta mua loa full, rồi loa cây, rồi loa thùng, rồi thậm chí là chúng ta mua thêm loa trợ lời, rồi loa siêu chép, rồi những chiếc loa súp bát của chúng ta nữa. Rất là nhiều những cái thiết bị như vậy mà chúng ta lại chơi hai chiếc đẩy hoặc là hai chiếc âm ly thì nó sẽ rất là lằng nhằng trong cái vấn đề là linh công suất. Tại sao chúng ta không bỏ tiền ra một lần và chúng ta đầu tư một chiếc đẩy mang một cái công suất cực kỳ khủng khiếp như thế này, 4000W. Nếu mà tính tổng công suất đưa ra là cái chiếc đẩy nó đưa ra là 4000W, phiên bản 4850L, một sản phẩm mang thương hiệu ở WeWood chính hãng. Chúng ta đây là nhôm phay xước này, rồi đây là cửa sổ hút gió này, cũng có một màng gọi là những cái mút để ngăn bụi, khi nó hút vào thì ngăn những cái bụi mịn của chúng ta. Tem bảo hành chính hãng, hàng chính hãng của WeWood. Có rất là nhiều cách chơi cho chúng ta ở trên con đẩy này. Sitte, Paranel, Bright. Khi chúng ta dùng những cái thiết bị, chúng ta muốn link sang thiết bị khác hoặc chúng ta có thể đấu gộp công suất vào thì trên con đẩy này nó cũng sẽ đưa cho chúng ta. Nếu chúng ta nha chơi những chiếc loa súp bát kép công suất rất là lớn, chúng ta có thể đấu nối trực tiếp và gọi là nhân đôi công suất bằng cái cầu loa này. Với chiếc đẩy này chúng ta sẽ chơi tốt hai chiếc loa súp hơi bát kép 50 thì chúng ta sẽ dùng những cái cầu đỏ đen này. Ở đây thì nó sẽ gọi là đấu chập à, chúng ta sẽ được vào một cái đường tín hiệu, cái công suất nó đưa ra cực kỳ khỏe, cực kỳ khủng.
Và đối với phiên bản 4850L này, nhà sản xuất cũng như là Rolex Audio đã đưa ra thị trường một cái mức chi phí đầu tư cực kỳ rẻ, cực kỳ hợp lý. Chỉ với 11 triệu đồng chúng ta có thể sở hữu được một mẫu đẩy công suất siêu khủng khiếp như thế này. Về chúng ta thoải mái chơi, không bao giờ chúng ta lo đến vấn đề công suất nữa. 11 triệu đồng một chiếc đẩy này. Và khi chúng ta đầu tư vào, chúng ta phối ghép thêm vào những chiếc vang, những chiếc nâng tiếng, rồi những chiếc lọc, rồi những chiếc đầu giải mã tất tần tật các thứ vào, thì tất cả đều là những cái thiết bị đắt tiền, những cái thiết bị mà chúng ta đã phải rất là tâm huyết, chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua về mà không đủ công suất hoạt động. Hoặc chúng ta có thể mua hai chiếc đẩy D500 Pro này về để chúng ta ghép vào, thì đương nhiên rồi nó sẽ dối hơn rất là nhiều. Khi chúng ta dùng, chúng ta lại phải đánh gọi là tách biệt và căn chỉnh, nó lại phải căn chỉnh riêng từng chiếc đẩy một, thì nó cũng rất là khó khăn. Thì khi chúng ta mua cái này về, thiết bị này về, ta để trên chiếc bàn máy của chúng ta thì nó rất là nhỏ. Kích thước thì chắc cao khoảng tầm 10 phân. Còn chiều ngang của nó thì là chiều ngang theo quy chuẩn rồi. Với chiếc đẩy này thì cân nặng của nó thì cũng tương đối nặng, nó rơi vào tầm hơn 20 kg. Nó sẽ gánh công suất rất là tốt. Vâng, các bác thì nếu có nhu cầu về hai mẫu đẩy rời này thì hãy nhấc máy và gọi điện cho Lorem Audio với hai số điện thoại hotline em đang để phía dưới màn hình, hoặc chúng ta có thể qua trực tiếp và nghe thử. Bên em thì có rất là nhiều loa, rất là nhiều những cái dòng nâng tiếng, rồi vang rời, và chúng ta có thể phối ghép thoải mái, gọi là chúng ta thử căn chỉnh thử, để khi mang về nhà chúng ta sẽ có được một cái chất âm nó sẽ tương đồng với những cái thiết bị của chúng ta đang có. Và Lorem Audio thì rất là chào đón các bác qua địa chỉ số 133 phố Trường Lâu, Long Biên, Hà Nội, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, khám phá cũng như là thực tế nghe, để chúng ta có một cái góc nhìn nó khách quan hơn. Và sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây, và xin cảm ơn tất cả những cái sự đồng hành của các bác dành cho Lorem Audio, và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.